Minh được Tú Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được Tú Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Mậu Tý, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày Mậu Tý, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tích lịch hỏa kỷ tuổi Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày gồm có các sao tốt như sao Thiên Mã hay còn gọi là sao Lộc Mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao Hoạt Điểu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại, xấu mọi việc, sao Hoàng Phu, xấu mọi việc, sao Bạch Hổ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý nhờ chính tài che chở nên có các nguồn thu nhập khá khả quan. Cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay. Càng những lúc rủng rỉnh như này, bạn càng cần chú ý tới vấn đề quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan để duy trì tài khí. Lúc này nên có tài chính rõ ràng để tránh việc không biết phải sử dụng sao cho phải, cuối cùng lại chi tiêu lãng phí, đầu tư vô tội vạ. Ngày can thổ khắc chi thủy, đường tình duyên của người cầm tinh chuột lúc thăng lúc trầm. Có những lúc rất ngọt ngào nhưng cũng không hiếm khi bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi chẳng đáng có. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai bạn dần trở nên nguội lạnh. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, thu nhập khá từ cả công việc chính và phụ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, chú ý tới quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, tránh chi tiêu lãng phí, đầu tư vô tội vạ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, đường tình duyên lúc thăng lúc trầm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 65, số 19, số 04. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an,
gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, nhờ cục diện lục hợp tương trợ, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh. Ngày này về phương diện tài lộc của Sửu cũng khá sáng. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để. Công việc và tài chính thuận lợi là thế nhưng chuyện tình cảm của con giáp này thì lại hoàn toàn trái ngược. Ngũ hành thủy thổ tương xung khiến đôi lứa bất đồng mâu thuẫn triền miên. Mặc dù chỉ là những chuyện vụn vặt hàng ngày, nhưng vì lặp đi lặp lại nên khiến cả hai vô cùng mỏi mệt. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, giải quyết ổn thỏa những vấn đề khúc mắc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, được đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tài lộc sáng, có cơ hội làm ăn bên ngoài. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên nhanh tay nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đôi lứa bất đồng mâu thuẫn triền miên. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 16, số 85, số 51. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi cho thấy, ngày mới con giáp này gặp thiên quan xuất hiện trong vận trình, cảnh báo tuổi Dần về nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Cũng bởi bạn làm việc có phần chảnh mảng, thiếu tập trung nên tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân nắm thóp, bày trò gây khó dễ. Vấn đề xuất phát từ bản thân nên chỉ cần bạn tự khắc phục được thì rắc rối sẽ tự biến mất. Trước hết là hãy mau chóng lấy lại sự nghiêm túc và tập trung khi thực hiện các nhiệm vụ hiện tại. Hãy cứ làm hết trách nhiệm rồi bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Thủy sinh mộc, bù đắp cho người cầm tinh hổ chuyện tình cảm khá bình yên. Đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đề phòng nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, làm việc có phần chảnh mảng, thiếu tập trung. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, có tiểu nhân nắm thóp, bày trò gây khó dễ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cần lấy lại sự nghiêm túc và tập trung. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình cảm bình yên, không có tranh cãi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 73, số 90, số 14. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, trắng. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Vận trình ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại, nhắc nhở người tuổi Mão nên chú ý giải quyết những vấn đề trong các mối quan hệ với đồng nghiệp. Để những chuyện này càng lâu thì sẽ càng nghiêm trọng và càng khó giải quyết hơn, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của bạn. Trong quá trình làm việc chung, nếu có quan điểm trái ngược, đừng vội làm ầm mọi chuyện lên. Bạn nên chấp nhận sự khác biệt của đôi bên bởi ai cũng có quan điểm riêng. Dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình tới đâu, bản mệnh cũng nên biết phản bác đúng lúc và đúng mực. Về tình cảm, bạn hãy nhớ thẳng thắn mới là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ bền vững và lành mạnh. Dù có yêu thương và quan tâm người ấy đến đâu, nếu như cách thể hiện của bạn không đúng thì đối phương cũng chẳng thể cảm nhận được tâm ý của bạn.
Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, khúc mắc càng để lâu càng khó giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nên chấp nhận sự khác biệt với người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên biết phản bác đúng lúc và đúng mực. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên thẳng thắn trong việc thể hiện tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 72, số 07. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn bước sang ngày mới nhờ gặp được cục diện ngũ hành tam hợp với địa chi ngày, nên nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo. Tình cảm suôn sẻ trở thành động lực để bạn thêm cố gắng trong sự nghiệp. Mọi việc trong ngày khá hanh thông, bản mệnh không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết. Con giáp này cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bạn có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tinh thần phấn chấn, làm việc nhiệt tình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, được đồng nghiệp tương trợ lúc cần thiết. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, gặp nhiều may mắn về phương diện tiền bạc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 17, số 07, số 95. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Ý, Dần, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Với tuổi Tỵ, được thiên ấn xuất hiện trong vận trình sẽ giúp bản mệnh thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình ngày hôm nay. Bạn hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt người khác. Trong mọi hoàn cảnh con giáp này đều giữ sự bình tĩnh, không hề nao núng nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ. Ảnh hưởng của ngũ hành thủy hỏa xung khắc khiến đường tình duyên ảm đạm, đào hoa kém sắc nên duyên mỏng đến rồi lại đi, người độc thân dù có duyên gặp gỡ nhưng không giữ được tình yêu bên mình. Trong khi đó, những người đã có đôi gặp phải vấn đề về duy trì hạnh phúc gia đình. Vợ chồng hay xung khắc về những chuyện xoay quanh cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày. Hai bạn nên tìm cách giải quyết triệt để chứ đừng giữ trong lòng để rồi nảy sinh nhiều vấn đề lớn hơn. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, thêm kiên định với lựa chọn trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài lãnh đạo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, không hề nao núng khi gặp sự cố bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tình duyên ảm đạm, đào hoa kém sắc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vợ chồng hay xảy ra xung khắc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 78, số 99, số 33. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, tím, hồng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Vâng,
Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Hôm nay, người tuổi Ngọ phải đối mặt với cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý Ngọ Mão Dậu gây cản trở nên có điểm tranh cãi bất hòa giữa bản mệnh với thành viên trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên đôi bên có thể to tiếng với nhau, lời qua tiếng lại khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy cũng đều khó chịu. Sự nóng nảy của bạn còn thể hiện ở nơi làm việc. Bạn sẵn sàng lớn tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân khi có ai đó suy nghĩ trái ngược. Con giáp này có xu hướng áp đặt người khác nên gặp phải sự phản kháng từ đối phương là điều dễ hiểu. Việc hợp tác làm ăn, kinh doanh trong ngày cũng khó mà trôi chảy. Điều khoản hai bên đưa ra không phù hợp với yêu cầu và mong muốn của bên kia nên khó mà đi tới thống nhất. Việc này làm ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ làm ăn của đôi bên. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, xảy ra tranh cãi bất hòa với người thân. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không khí gia đình căng thẳng, gây khó chịu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tránh xu hướng áp đặt người khác trong công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên khéo léo bày tỏ quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, hợp tác làm ăn, kinh doanh khó trôi chảy. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 31, số 93, số 01. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Tị, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới, người tuổi Mùi đang có điềm báo, có thể gặp phải những chuyện không ưng ý, dẫn tới nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng, gây ra tai họa trong ngày tương hại xuất hiện. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có, đừng vì một phút nóng giận mà sau này phải hối tiếc. Kiếp tài xuất hiện trong vận trình ngày mới của con giáp này còn có thể gây hao hụt tài chính trong ngày. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong vấn đề kinh doanh, đầu tư kẻo lợi bất cập hại, cơ hội tưởng như ngon ăn nhưng lại thất bại ngay trước mắt, mất cả chì lẫn chài. Ngũ hành xung khắc, đường tình duyên ảm đạm, vận đào hoa kém sắc, người độc thân vẫn chưa thể tìm được người phù hợp với mình. Trong khi đó, người có đôi lại gặp phải nhiều vấn đề khiến bạn không muốn tiếp tục với mối quan hệ hiện tại. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tránh vì nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng vì một phút nóng giận mà phải hối hận. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hết sức thận trọng khi kinh doanh đầu tư. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, người độc thân chưa tìm được một nửa phù hợp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 72, số 90. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đi, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi ngày mới phương Đông cho thấy, nhờ cục diện tam hợp thái tuế trợ mệnh, nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận trong ngày khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.
Kim sinh thủy, giúp đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, giải quyết mọi việc khá nhanh, đâu ra đấy. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, được làm điều mình thích, tận hưởng cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 96, số 16, số 84. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy rằng cục diện Tý Dậu tương phá, cảnh báo vận trình của tuổi Dậu không tốt lắm, có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Công việc không suôn sẻ thuận lợi vì nhiều yếu tố khách quan, dù bản thân bạn đã nỗ lực và cố gắng nhiều nhưng cũng khó xoay chuyển tình thế. Song hãy coi khó khăn hiện tại chính là cơ hội để mình thể hiện khả năng làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm. Trước tiên, bạn hãy cứ tập trung hết sức mình vào công việc được giao đã, đừng để vấn đề bên ngoài làm phân tâm mà gây ra sai sót. Bù lại, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này đón những cơ duyên nhất định trong tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người phù hợp với mình thông qua sự mai mối, giới thiệu của người quen. Bạn nên thoải mái đón nhận thay vì tỏ thái độ khó chịu như trước đó. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, công việc sa sút vì yếu tố khách quan. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, nỗ lực nhưng vẫn chưa thể xoay chuyển tình thế. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, coi khó khăn là cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, đón những cơ duyên nhất định trong tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 15, số 78, số 69. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, xám. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Tỷ Thiên xuất hiện giúp người tuổi Tuất thể hiện được sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Bạn nắm vững chuyên môn nên khi triển khai công việc khá thuận lợi, không gặp bất cứ vướng mắc nào. Bạn còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, xây dựng mối quan hệ hòa hảo nơi làm việc. Thủy thổ xung khắc, mối quan hệ tình cảm ngày càng có dấu hiệu nhạt nhòa, nhưng cả bạn và nửa kia đều không có ý định hâm nóng hay hàn gắn. Có lẽ ai cũng đều có những mối bận tâm riêng mà quên rằng tình yêu không được thường xuyên vun vén sẽ chẳng thể lâu dài được. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nơi xay giã gạo. Do đó, bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, triển khai công việc thuận lợi, không có vướng mắc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, mối quan hệ tình cảm có dấu hiệu nhạt nhòa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình yêu cần được vun vén mới lâu dài. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá,
đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 55, số 79, số 21. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới được thiên tài nhập cục mang tới những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người tuổi Hợi làm kinh doanh. Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến. Với người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Hợi hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào đấy. Phương diện tình cảm vẫn duy trì ở trạng thái hiện tại, người có đôi vẫn quan tâm và chăm sóc nhau như lúc bình thường. Tất nhiên vẫn sẽ có những lúc khó tránh khỏi việc giận hờn, tranh cãi, nhưng về cơ bản thì hai bạn vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, người làm kinh doanh có nhiều cơ hội buôn bán. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, hàng hóa lưu thông trôi chảy, doanh thu tăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nên tận dụng sức mạnh nhóm để giành lấy thắng lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, tình cảm duy trì trạng thái bình ổn hiện tại. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đôi lứa luôn biết cách quan tâm và chăm sóc nhau. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 72, số 20, số 19. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.